chứ là cho con lo cây trà đá bà. Anh ơi, anh ngừng cái anh xuống bỏ cái bao hàng Quảng Châu rồi kia vô cho em ơi. Cái bao bự trà bá lửa đó. Đôi ta ở trên tình bạc, ở dưới tình yêu. Trà đá đây. Chẳng chú biết bao nhiêu. Ở trong tủ lạnh hết gì chưa? Quay mấy quẹt qua dựng lên chị. Hôm chủ yếu hết chưa lấy ra ăn chứ để nữa còn mệt nữa. Xác người nằm trôi sông, trôi trên đụng đồng. Hôm nay về cái gì đây? À, áo hết đi, áo khoác. Áo hút đi, áo khoác với lại áo khoác đá. Áo hút đi, áo khoác nút với áo khoác 220. Alo chị Sen Bất, alo chị Thu. Chào mọi người, chào mọi người. Hôm nay em xin mỗi chị nút chia sẻ nha. Hôm nay về áo hút đi mấy chị. Áo hút đi. À, áo hút đi, áo khoác nút và áo khoác đá mà có nón nhưng mà 220, không phải giá 160 nha mấy chị. Bây giờ hết bao rồi, quên vụ mua bao rồi chưa? Bao bự đựng mấy cái đồ này nè. Đưa bà cái đầu nhìn xuống cái gầm của cái thằng máy máy á. Nhìn cái máy kéo dưới đó. Coi ra. Áo hút đi em nói mấy chị là màu đẹp lắm, màu đẹp và dễ thương lắm mấy chị. Màu rất là đẹp và dễ thương. Hút đi màu cưng lắm. Thấy không hả? Rồi đưa vô xuống cho bảy. Trời ơi. Áo này mà mấy chị không mua chừng nào mấy chị mua nữa mấy chị. Ồ coi nè. 150.000 mà coi áo nè mấy chị. Trời ơi quá sướng luôn á mấy chị. Vải trả quá trời luôn. Trời ơi vải đẹp quá à. Trời ơi con này 70-95kg cũng vừa. Chị nào 100kg mà cao cao. Trời ơi con này đẹp quá. Bảy ơi em yêu anh. Bảy ơi em yêu anh đông tàn đó. Giờ vợ chồng đó bữa nay đủ má đi Phú Yên. Mà sáng nó dắt đi shopping ha. Đi mua tổ yến gì ăn ra ngoài đó. Chịch cho nó có con hay sao đủ má thì... ha. Trời ơi làm ơn nè, làm ơn nè, làm ơn. Lấy cái áo hoodie 150.000 giúp em nè. Trời ơi coi nè quý vị. Chết chứ sống gì nổ không nổ. Trời ơi là trời. Có áo hết đi hai màu nè. Màu nào cũng cưng. Trời ơi màu tím. Ê Uyên. Cái màu tím này mặc với lại một cái. Một cái quần nè còn màu nữa nè. Màu xám. Nè. Trời ơi mặc với chân váy quần cũng đẹp nữa. Trời ơi coi màu nè gái. Mày coi giùm chị màu nè. Trời ơi màu này mà mang giày thể thao vô một phát ha. Tao nói mùa làm tài chính mới mấy tháng mà nghỉ bán rồi. Nè chị thấy không? Vợ chồng nó bán. Không có nghỉ bán là bán ngày đi nữa nghỉ đi Phú Yên. Để sáng 12 sáng thứ tư có đi khởi công xây dựng nghĩa trang thai nhi không chị? Đi không thì chạy vô đi với em nha. Thì nói con mẹ gì quên rồi. Thì bà làm tôi nói tôi bán cái gì vậy chị Châu? Trời ơi 65kg tới 97kg cũng vừa nha mấy chị. Trời ơi có cái màu nè. Đẹp gì mà đẹp lạ, đẹp lùng chua vô mùng vẫn còn đẹp. Trời ơi. Trời ơi là trời. Bán đồ gì mà chụm má chụm mẹ sao nó đẹp dữ vậy trời. Nó ơi đẹp gì mà xúc phạm người nhìn luôn á. Bán từ mùa này tới mùa quýt năm sau. Qua tới mùa mận. Bao nhiêu ký mới vừa dạ. Ba má đang đi gọi thì đó. Bán từ mùa đầu đỏ năm nay qua tới mùa quýt năm sau. Chỉ có bên bay là chưa lóc lúc này nên mới coi được ha. Nhưng mà lóc mẹ nó rồi. Mấy âm ba nói tại sao cái lúc giỏi đang kiểm thì nó xin không bao giờ được lóc mẹ tao lâu rồi. Đó. Cái màu hồi nãy em đưa lên cho mấy chị là màu con trắng đen. Thì bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái màu lông chuột bạch. Trời ơi đồ đẹp quá mà nãy giờ chưa bán được cái nào mở hàng. Ai thương mở hàng giùm em cái. 12 tháng 2 âm là sáng thứ tư á chị. Sáng thứ tư 7 giờ. Hội Kỳ mới gọi cho em xong. Đó. Trời ơi nói giỡn chứ mua một cái ủng hộ đi mấy chị.
có tiền đi vé máy bay về chứ hết tiền rồi. Bé Lùng lại ghi cái tờ giấy áo hết đi. À, ghi áo hết đi 150.000. Coi cái tờ giấy đẹp quá. Mấy chị mà không mua con này, em nói mấy chị sao ta? Sai lầm lắm luôn á. Tin không đủ tiền kệ chị. Long 7 nha. Xin không đủ tiền chị, xin được triệu, thương 1 triệu, xin 2 triệu, thương 2 triệu chị kệ. Em ai, em xin được hai mấy triệu á. Nếu mà không đủ 30 thì vợ chồng em cho thêm. Có màu vàng không thủy không hả con? 150. Trời ơi nè, nói nghe nè, hình như có màu hồng á, để mở thử. Uyên lấy cái màu đầu tiên, Uyên cái màu chím chím á. Cái màu chím chím nó đẹp lắm. Cái chím với cái lông chuột, dạ cảm ơn chị, một cái lông nè. Cho cái màu tím dưới cùng nữa chị. Hai cái này của bé Hai Mi Nguyễn nè. Em thích cái màu tím đó chứ. Bạn phải nhìn gì trời, cái màu tím. Trời, lông chuột của chế sen búp nè. Sen búp lông chuột. Lông chuột của sen búp 150 nè. Dạ mua giùm em để mai có tiền em đi máy bay về mấy chị ơi. Thương giùm em, mua giúp giùm em mấy chị, bên đây bán mai nghỉ mốt đi nhập. Ấy 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 rồi. Đây nè áo hồng nè, cũng là hot đi hồng ha. Nhưng mà hồng thì 100.000. Lưu ý giúp em nha, hồng là cục khác 100.000. Size này mấy chị 100kg mặc vẫn được ha, hồng là 100.000. Có màu trắng nữa nè quý vị, hồng nè, trắng nè, hồng với trắng thì 100.000 quý vị ơi. Hồng với trắng 100.000. Trắng với hồng 100.000 và hồng với trắng 100.000. Rồi bỏ hết cái đó đi mày ơi. Dạ. Không, cái con này mà mặc với quần sọt, em nói mấy chị tê tái dê dái luôn, thật lòng luôn. Tê tái luôn. Rồi lên mã áo khoác cho mấy chị nha. Rồi lên mã áo khoác cho mấy chị. Nè bữa nay bán mai nghỉ nè. Mã áo khoác nút dễ thương, trắng của Võ Uyên 100.000 nè. 100.000 của bé Võ Uyên. Đây áo khoác nút nè mấy chị. Áo khoác form nè, dễ thương không? Rồi bán áo khoác này cho những chị có chia sẻ livestream với giá 110.000. Chị nào có chia sẻ livestream em bán áo khoác nhẹ này cho mấy chị với giá 110.000. Có rồi Võ Uyên. Chị nào có chia sẻ livestream, lấy cái màu xanh nữa đi, nữa nút ra. Chị nào có chia sẻ livestream em bán áo khoác cho mấy chị 110.000. 110.000 một cái con áo khoác nhẹ, mấy chị có thể đi đâu cũng được, mặc hàng ngày cũng được, đi chợ cũng được, đi tới đi lui cũng được, đi xuôi đi ngược cũng được. Dạ, được cái mặt tối tối ra đứng đường là được mấy chị. Rồi chốt giúp lên giùm em con áo khoác nha quý vị nha. Chốt giúp lên giùm em con áo khoác. Dễ thương không? Còn áo khoác nhẹ này vải đẹp lắm chị Hai Mi Nguyễn. Nhóm chị nào có chia sẻ livestream đây, dễ thương chưa? Trời ơi quá trời đẹp. Mai chị chuyển khoản cho em tiền đi máy bay. Trời ơi tối nay không livestream đi kiếm chuyện nè chị ba. 110.000 một con áo khoác. Em có hai màu mấy chị, một màu này người ta gọi là màu da 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 da, hồng hồng da da. Và đây là một màu xanh 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 đó. 101 có chia sẻ livestream 60 đến 90 kg con áo khoác nhẹ nhàng 110.000. Trời ơi bán gì mà cái áo khoác dày coi vải nè. Đó thấy nè. Làm như mạnh tôi nói mạnh mấy má nhìn nó sao trời. Ai đá từng. Bé Lùng ra lấy cái màu tiên tóc qua con mỏ lên đây, thấy lời vô đây. Đâu nãy bé Bi lấy cái bộ tay lời xuống đâu đây hả? Lùng. Cái dâm màu kia á. Anh đưa chị Mai Nguyễn Bình Dương nè. Mai Nguyễn Bình Dương. Thấy XL phải không? Cái này sao XL? Tao kêu lấy XL. Nè khóc xanh của Bích Thủy nè. Có xanh 104.000 của Bích Thủy. Nè bé Lùng ghi ba cái bộ này nè. Mai Nguyễn Bình Dương. Cái dung này 260 với cái này là 160. Châu Võ áo khoác da nè. Áo khoác da 104 của Châu Võ. Châu Võ không có dấu. Hồng đẹp. Hồng đẹp 2 cái. Hồng đẹp 2 cái 220. Áo khoác xanh của Phạm Long 101. 101 của chế Phạm Long. Trời ơi vải đẹp đó mấy chị. Giày mà mấy chị không mặc là chừng nào mấy chị mặc nữa mấy chị. Vải quá trời đẹp luôn. Nó là một cái vải gì đó mấy chị.
mà đại khái này em không biết là nó là cái vỏ gì đó này. Vỏ Uyên áo khoác xanh 140.000 của vỏ Uyên. Vỏ Uyên áo khoác xanh 140.000. Còn cái này chị lại hỏi cho nó. Rồi lên áo khoác 220.000 nha. Áo khoác màu da và màu xanh size 80kg. Ok chị Phạm Hằng. Phạm Hằng 2 cái 220. Ok chị. Rồi hôm nay em lên cho mấy chị. E khoác này em chỉ có 10 cái thôi nha mấy chị nha. Không em nói thật mà, khoác này em có 10 cái nè. Khoác này size từ 65kg tới 100kg vừa. Áo khoác da nè của bé An. Bé An 101. Áo khoác xanh của Trân Huỳnh. Trân Huỳnh 101. Rồi chốt giùm em áo khoác bé. Hôm nay áo khoác bé có màu lẹ nè. Đây nè, áo khoác bé màu lạ nè mấy chị, 60 đến 100 ký. Dạ, một phút nữa chị bức xe, không cho em địa chỉ số mạng xã tiêu nha. Áo khoác xanh là đá nè, trời ơi con này hồi bữa giờ mấy chị chưa có đúng không. Rồi chốt giùm em áo khoác này. Áo khoác này bán cho mấy chị 220.000. Em chưa có màu này nè nha. Nè em có màu đen nè ha. Áo khoác da 101 của Dung Võ nè. Rồi Dung Võ 101. Dung Võ 101 nè, Dung Vũ 101 nè. Áo khoác coi da 101 có bộ nào 120kg không? Không có 105kg à. Võ Nguyên áo khoác màu gì vậy? Nãy là Võ Nguyên mấy áo khoác màu gì vậy? Để từ từ chị kiểm tra. Hỏi đi em hỏi kéo ơi. Võ Nguyên trắng cho em nè. Rồi Võ Nguyên áo khoác xanh nè. Em coi lại cái comment của em đi, em vô em cãi lộn với chị gì Bảo Uyên. Em coi lại cái comment, em comment cái gì ở trên. Mẹ em nói em lấy áo khoác da mà. Em kéo lên comment đi. Có 82kg Nhung Nguyễn. Nè Nhung Nguyễn nè, áo khoác đá hay là áo khoác da? Chị ra chị ghi là áo khoác da này đúng không? 101 đúng không Nhung? Đúng không? Khoác xanh 101 của Thủy Quỳnh nè. Còn áo khoác đá mà có nón mới đưa lên là 220 nha. Thủy Quỳnh nè 101. Em coi lại comment của em đi Bảo Huyên ơi. Em đi chốt chị cái xanh mà em vô em cãi. Em lấy cái màu kem rồi mất công màu hàng hóa rồi. Shipper tối nào rồi mất công rồi giận hò rồi không lấy tậu chị em. Em kéo ra cái comment em coi thử em lấy gì. Xanh đá của Phan Hằng nữa nè. Không con này đẹp chị. Cái con xanh đá đẹp quá trời. Coi Phan Hằng nè, ra nốt tỉnh đi bé ơi, bé lòng ơi, ra nốt tỉnh phụ ba đây. Rồi ra nốt của Trân Quỳnh luôn. Khóc đá nó có nhiều màu lắm mấy chị. Màu xanh ha, xanh đá ha. Đây, coi cái đen đá nè mấy chị. Trời ơi, cái con khóc đây một mình em phải 6 cái mấy chị ơi. Một mình em 6 cái áo khoác nha. Trời ơi, nó đẹp nè. Tao nói đẹp mà đẹp chui vô mùng vẫn còn đẹp, đẹp lạ, đẹp luôn. Dạ đẹp lạ đẹp lùng chui mùng vẫn còn đẹp nha. À em có hôm nay em có một cái con hồng cánh sơn. Em có một cái con hồng cánh sen duy nhất thôi Adidas. Áo khoác nè đẹp chưa? Ôi màu đẹp quá trời. Vậy em lấy áo khoác da. Ừ thì em kêu đổi đi chứ sao em kêu chốt áo khoác da. Nói vậy tôi tự ái á, tôi để bán đồ cho tôi ái chết mẹ luôn á. Ra lấy bill lại Bỏ Nguyên đi. Chốt nơi bắt tôi đi chốt ngã cho tôi chết hả? Thúy Phan lấy gì chứ? Nè đổi áo khoác da nè. Lạp em. Áo khoác da nè. Xem mốt một gọi đi. Đây khoác hồng cánh sen em mới vô cho anh xem lại màu với trời chị chút. Đây là hồng cánh sen cứ 65-70kg tới 100kg cũng vừa áo khoác có nó. Em nói mấy chị phải đẻ lắm. Mấy cái con này là mấy chị mặc vô là sướng cực kỳ. Em nói thật đó. Em bán cái này em bán không biết mệt không biết mỏi luôn. Ra màu xanh két nè ha, xanh két nè, xanh két nãy có hai cái chị cho lấy một cái còn một cái. Xanh két nè ha, hồng cánh sen nè ha, đen nè ha, hồng cánh sen của Nhung Mũm Mĩm nè, có một cái à, 220 của Nhung Mũm Mĩm. Khóc đẹp lấy. Dạ chị lấy màu gì? Chị lấy màu xanh đây chị. Trời ơi em ưng cái màu xanh này nay quá trời luôn nè chị. Thúy Phan. Chị Thúy Phan lấy màu gì thì báo em. 220 chị Nguyên Dương. 220.000. Chờ chờ mãi mới có màu em thích, còn nhiều lắm mà. Tím nữa nè, tím cũng đẹp mấy chị. Tím cũng đẹp.
mấy cái con này mấy chị mặc ra nắng đó hả? Có xanh đá, có xanh đá của Bích Thủy nè, Bích Thủy 220, xanh kế khách lấy rồi. Đây xanh đen, xanh đen có một con thôi ha. Đây là con lộn lộn, con này là con tím nè. Ôi tím Adidas đẹp quá mấy chị ơi. Con này là tím Adidas nè, đây là tím Adidas nè. Ủa mấy chị không lấy đen hả? Tím Adidas nè, con này là đen nè, đẹp ha. Con này là đen nè, tím Adidas đen. Rồi con này là đỏ đô, con này là đỏ đô, khách lấy rồi chị Nguyên chưa? Con này là đỏ đô nè. Ồ màu đẹp quá, tím của Thúy Phan nè, tím của Thúy Phan, tím của Thúy Phan. Hỏi chị nó là tím tím là xanh đen á nha chị. Rồi con này là đỏ đô, chị nào chốt con đỏ đô, chốt giùm em con đỏ đô. Xem bút xả view, xem bút có Võ Nguyên, có chờ chị chốt với Võ Nguyên. Rồi con áo khoác còn long trọng nè, cái này người ta gọi là xanh lá. Lý Thiên áo khoác xanh 80 kg là khoác có đá, à khoác đá hay là khoác trăm mốt em? Khoác này là khoác trăm mốt nè, khoác này là khoác trăm mốt, khoác nút, khoác này vải đẹp lắm. Rồi cái này người ta gọi là xanh lá cây hả? Đó, đỏ đô của Thu Văn Nguyễn nè. Trang Quỳnh cho anh ta bé lùng xin địa chỉ số điện thoại. Đỏ đô của Thu Văn Nguyễn, con này người ta gọi là xanh lá cây nè. Con này người ta gọi là đen, bây giờ còn áo khoác đen mình nghĩ bán. Dạ đâu có, mình đâu lâu mình đăng vậy không chứ. Dạ 220 anh Nguyễn Ngọc. Em còn một con màu lông chuột, đâu có nghĩ chị Thúy Phan. Đây là con Thúy Phan này là Thúy Phan Diễm Phan á. Dạ con này là lông chuột nè quý vị, đâu có nghĩ chị. Đây là công việc chính của vợ chồng em, nghĩ rồi vợ chồng em ăn gì chị. Đặng Bảo Hoàng đỏ đô khách lấy rồi. Đặng Bảo Hoàng ơi, lấy cho màu khác, đâu có chị. Đó đó, Trân Quỳnh nhắn tin cho fanpage kìa, nghỉ bán rồi em lấy áo khoác 85 kg, không là không 85 kg xanh lá cây ha. Anh Nguyễn Ngọc lấy xanh lá cây đúng không anh Nguyễn Ngọc? Dạ anh Nguyễn Ngọc lấy xanh lá cây nè. Khóc đá Lý Thiên, khóc đá Lý Thiên lấy gì á? Dạ có xanh khách lấy rồi. Rồi lông chuột của Thúy Phan Diễm Phan là bây giờ chỉ còn đen thôi với lùng. Thúy Phan Diễm Phan 220 nè con. Khóc nút coi chị nè, khóc nút chỉ có màu này nè, khóc nút chỉ có màu này với lại màu xanh da trời. Khóc nút thì 101 nha, khóc nút 101. Bích Thủy lấy con này nè Bích Thủy. Trời cái đá đẹp quá trời luôn Thủy. Dạ bây giờ còn đen rồi Đặng Bảo Hoàng. Bích Thủy 220 nè, Bích Thủy 220, có áo lẻ chờ duyên chút. Trời ơi coi áo khoác nè, 101 nè, vải đẹp như thế này nè mấy chị. Nè 101 nè mấy chị coi nè. Nè em có hai màu chốt giùm em áo khoác 101. Một cái màu đen của chị Hương, Hương Lam quận 7 nè. Có lên xích bộ cho anh Nguyễn Ngọc, đợi em tí nha. Mấy chị đợi giùm em tí xíu. Áo khoác 101, bây giờ chỉ còn áo khoác 101 thôi, còn áo khoác đá 220. Thì em lựa đầm mặc với áo khoác đá. Rồi bây giờ áo khoác chỉ còn có vài cái thôi nè. Đó. Có túi trong không? Có túi trong, áo khoác đá có túi trong mà. Áo khoác đá thì có túi ở trong, còn áo khoác 101 thì không, chỉ là cái áo khoác nhẹ thôi. Ha. Trời ơi, cái con áo khoác đá một mình em 6 cái gì thầy Dũng? Một mình em 6 cái chứ nhiều, 6 cái chứ nhiều, 6 cái à. Rồi, lên đồ. Ủa hôm nay có hàng gì vậy? Không có hàng gì vậy? Rồi ok. Con ghi một tờ giấy đi dán không rồi ạ. Dạ vậy chị Lý Thiên lấy cho chị Lý Thiên còn một con đen, chị Lý Thiên lấy giúp em được không nha chị? Còn con đen lấy giúp giùm em nha chị Lý Thiên. Ủa Lý Thiên này khách cũ khách mới nhỉ? Đây chị. Chị lấy giúp giùm em con màu đen nha. Rồi Lý Thiên còn con cuối cùng nè. Con cuối cùng của Lý Thiên.
cho em cái khăn quăng lại. mình phải lâu lâu mình giật mồng vậy á Thủy. Cho em cái màu hồng nữa chị. Rồi Dương màu hồng nè. Nguyễn Dương màu hồng nè. Rồi à, hôm nay lên hàng gì cho mấy chị ta? Hôm nay lên hàng gì cho mấy chị nè. Rồi hôm nay em xả cho mấy chị bộ xếp quần váy chị Bảy. Đưa cái này lại cho em. Đưa cái bao, đưa cái xếp đó đây. Màu tím tím nè. Màu tím rồi đây đây. Rồi hôm nay em xả xếp này cho mấy chị nha. Đưa hết bao vào đây. Em xả xếp này cho mấy chị nha. Xả cho mấy chị nhiêu? 240 em xả cho mấy chị 180.000 bộ này. Bộ này trưng váy quần đẹp lắm mấy chị ha. Nguyễn Dương cho em áo khoác trong mốt màu hồng đưa rồi mà. Có cái móc ở đó không chị Bảy? Lấy cho em cái móc rồi. Cái bộ này là set cổ vest mấy chị. Bộ này là set cổ vest nha. Bộ này có tổng cộng 4 size vải co giãn rất là mềm ha. Tổng cộng 4 size vải co giãn. Set này là set vest nè mấy chị. Có tà cũng đẹp nè. Rồi 240 xe 170 set tài kèm với lại chân váy quần. Còn lại chân váy quần ha. Ở dưới là chân váy quần. Rồi chị nào chốt set này chốt lên giùm em ha. Chị nào chốt set này chốt lên giùm em. Set vest tím. Chốt giùm em set vest tím kèm số ký. Em có size L dưới 72, dưới 82, dưới 92 và dưới 100kg. Vừa chị, nãy em mặc thử chị không thấy hả? Em 88, 89kg mà em mặc vẫn vừa mà chị. Rồi chị nào chốt giùm em set vest này 170.000 chốt giúp giùm em. Không tao đâu nghĩ chứ thiện đi, để lại cái mầm móng lớn dữ vậy trời. Chứ thiện đi nó để lại nhiều cái mầm móng mệt quá. Đang ngồi kéo ở đây ngồi xôi gương. Chị Bảy lấy cái bộ xếp xếp dưới cùng rồi kìa chị Bảy. Rồi đây, của Thanh Thảo Nguyễn là cái xếp mà có caro ở dưới cùng á. Thanh Thảo Nguyễn 170 nè. Bỏ ra nhà sau đi Bảy. Bỏ ra sau để coi trong này còn cái gì bán này. Có cái bao áo lĩa nhà trước có lùng sách vô đi con. Từ từ Bảy ơi, từ từ. Rồi các chị nào chốt cái set này nữa không? Ủa set này con mặc lên quá trời dễ thương. Áo thun đá. Có một bao áo thun đá ở trước đó. Có không? Yêu làm gì mà người. Người say mê đến thế. Áo khoác da 101. Lấy cái áo khoác da màu da đi 101. Tùy dùng 101 của Thuyền Dung. Bỏ áo này. Rồi xả áo cho mấy chị. Xả áo đá cho mấy chị nha. Từ từ trước khi xả áo đá. Từ từ đã lên xong set này rồi. Ra chấp hàng vô cho gọn về hàng đó. Đây dễ thương chưa. Đây là chân váy quần nè. Đây là chân váy quần nè nha mấy chị nha. Đây là chân váy quần ha. Cái set áo ở trên cưng lắm. Rồi đây nè. Rồi chị nào chưa chốt cái set công sở này chốt lên giúp giùm em set công sở ha. Set công sở hoặc là set áo caro trắng. Set này 240. Có lầm 2 dây. Này chị mới may cái đồng tiệp màu trắng 2 dây đẹp quá trời luôn quả viên. Ở đây con nhỏ xưởng nó học đầm thiết kế á. Nên may lên cái đầm nhìn mê lắm. Cái bộ này là 240. Chưa chị luôn, xin lỗi chị nha. Xin lỗi, đây là xin lỗi thiệt luôn á. Chưa về kịp luôn chị. Phải đưa vô trọng đó, hai bao này luôn vậy. Rồi bây giờ xả áo đá cho quý vị. Xả áo đá cho quý vị. Xếp công sở XL vậy ơ. Lấy cái xếp đá XL cho chị xong anh. Rồi xả áo đá cho mấy chị. Xả áo đá cho mấy chị với giá 100.000. 100.000 xả áo đá nha. Bảo áo đá 100.000 quý vị ơi. Rồi lên cho em áo màu hồng đá. Áo hồng đá con gấu là 100.000. Áo này cô Tâm 100%. Con này dưới 85kg. Chốt giùm em hồng đá dưới 80kg đi. Hồng đá dưới 80kg cho đẹp. XL. Cái cục đó là 3 gì trời đó.
48 đi ký. Lệ bảy nóng cái mẹ luôn. Rồi chốt 240. Rồi chốt giúp giùm em. Con này là dưới 90 ký nè. Chốt giùm em màu cam gấu. Cam gấu dưới 90 ký 100 ngàn. Cam gấu. Cam gấu dưới 90 ký 100 ngàn. Chốt giùm em xanh bơ. Xanh bơ dưới 85 ký. Xanh bơ gấu. Em nói mấy chị vải đẹp lắm. 100 ngàn xanh bơ gấu. Xanh bơ gấu 100 ngàn. Chốt giùm em áo chữ ha. Áo chữ N. Con này dưới 85 ký. Chốt giùm em áo cam chữ cam chữ W. 100 ngàn cam chữ W. 100 ngàn cam chữ W. Cam chữ W 100 ngàn. Chốt giùm em chuột Mickey. Con này dưới 85 ký. Chốt giùm em hồng cánh sen chuột Mickey. Hồng cánh sen chuột Mickey 100 ngàn. Chốt lên giùm em cà phê sữa. Cà phê sữa hình gấu. Đúng rồi Tiên, đưa lên cái nào đọc cái đó mà em. Rồi chốt giùm em cà phê sữa hình gấu. Con này dưới 88-90 ký. Vừa 100 ngàn cà phê sữa hình gấu. Mấy con này vải đẹp lắm. Đường cái mất dày cái chứ vải nó đẹp lắm. Áo cam của Trân Quỳnh nè. Trân Quỳnh 100 ngàn. Chuột Mickey của Nhung mẩm mỉm. Chuột Mickey mà con nào trời. Con nào không có chuột Mickey bà nội. Hello Mickey đâu. Bà hành để bà comment muốn giả ghê. 6 ký là mặt hơi bị dễ thương luôn á Lài. Mấy cái sau này em lên lấy nè. Cà phê sữa gấu của cô Win 100 ngàn nè. Trời ơi hello Kitty. Con nào đưa lên cũng Kitty hết rồi bà nội. Cái này Lài Nguyễn mặt được nè. Trời ơi mấy con này vải đẹp lắm. Vải đẹp lắm. Hồng Mickey của Nhung mẩm mỉm nè. Nhung mẩm mỉm 100 ngàn. Nhung mẩm mỉm 100 ngàn. Cà phê sữa gấu của ai vậy? Cà phê sữa gấu của Thùy Dung nè. 100 ngàn của chế Thùy Dung. Trăm ngàn của chế Thùy Dung nè. Em coi thử trong cái bill chụp hình qua cho em chưa. Nếu chụp thì đi rồi, nếu chưa chụp thì còn ở nhà. Rồi chốt giùm em cánh sen. Được, mai mới đi. Mai mới đi. Chốt giùm em là gấu chàng hạng. Chốt giùm em hồng gấu chàng hạng. Con này dưới 85 ký cũng vừa nè chị Đặng Hồng Mạnh. Mấy con này vải đẹp lắm. Chốt giùm em hồng gấu chàng hạng. 100 ngàn hồng gấu chàng hạng. Chốt giúp giùm em con trắng đá. Con trắng đá Chanel nè. Đẹp không mấy chị? Trắng đá Chanel mày mặc một sọt một phát. Em nói thiệt mê luôn. Dưới 88 ký. Thùy Dung coi tin nhắn gì của Thùy Dung kìa. Rồi chốt giùm em con đỏ. 7 lại sọn trong cái đống này nè. Có cái áo thun nào lông vũ đổi đi. Xanh bơ. Đổi qua trong cái bao này nè. Chỉ cái bao một đau rồi phải nhìn một ngã. Thu Phong Nguyễn nè 100 ngàn. Xanh bơ của Châu Thảo nè. Sáng mai đi bill hết nha. Châu Thảo 100 ngàn. Đỏ của bé Đặng Hồng Hạnh. Lấy cái áo màu trắng có cái lông vũ á. Trắng đá Chanel khách lấy thôi chứ. Để coi thử còn không. Anh từ từ nha, từ nha. Ai vậy? Từ nha. Ủa chị Thùy Dung là. Chị Thùy Dung là hồi bữa đổi cái áo trừ tiền cho anh. Cái lông coi thử. Rồi đưa cái áo lông vũ lên nha. Đưa hết cái áo lông vũ lên. Từ nha, từ là mấy chị chờ em một phút biết sao không để. Chị gì đây, chị Thùy Dung hả? Chị Thùy Dung nè. Hỗ trợ Hùng Phước 500k. Thôi để lưu lên cho nhớ chứ không là được 28 triệu mấy trăm rồi đó. Từ nha. Cam chữ Huy khách lấy rồi. Trắng đá. Chị cái áo trong màu trắng bị lụng trước bụng. Trong năm em có báo với chị. Chọt cái ngón tay vô đi. Bé lùng nó đọc tin nhắn. Nó đưa cho em coi. Trắng đá Nguyễn Dương lấy con trắng đá này được không chế. Bây giờ em có trắng đá gấu nè. Nè trắng đá gấu. Trắng đá gấu này dưới 85 ký. Đó có trắng đá gấu không à. Con này là còn cỡ dưới 75 ký nè. Trắng đá gấu.
áo đá không có cái nào 95 kg vậy không? Con này rộng hơn nè, con trắng đá gấu này dưới 90 kg nè, trắng đá gấu dưới 90 kg. Rồi chốt giùm em xanh da trời, xanh da trời gấu, con này cô tông điểm xanh da trời gấu dưới ta dưới 90 kg vừa, trắng đá gấu cũng nguyên. Lý Thiên ơi một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là xã Miêu nha, trắng đá gấu của Nguyên Thảo nè, 100 ngàn, 100 ngàn trắng đá gấu của Nguyên Thảo nè, Nguyên Thảo Lâm Đồng nè. Cà phê sữa gấu, mấy cái vải này đẹp lắm, giờ Hạnh tranh thủ chốt mấy cái này mặc sướng á. Da trời của bé Đặng Hồng Hạnh 100 ngàn nè. Cà phê sữa, cà phê sữa gấu, con này vải đẹp lắm, mấy cái con gấu này là mấy chị lên chốt nè. Cà phê sữa gấu không có anh, cà phê sữa gấu nha, cà phê sữa gấu vải đẹp lắm nha, mấy chị không lấy cái, mấy chị không lấy cái hàng này là mấy chị cực kỳ sai lầm luôn. Trên vỏ trắng đá gấu nè, 100 ngàn. Em ơi còn một cái view ở ngoài bưu điện á, tranh thủ lấy nha Trịnh Lê, chứ không nó hồi về đây đó. Rồi còn cái view bên này đi chưa? Yeah. Em đã có khách chưa? Em có khách thì nhắn tin cho Lucy nó chỉ em làm hệ thống, hoặc là hồi bữa ai hướng dẫn em Kim Anh hả? Thì em có nhắn Kim Anh đi, Kim Anh nó sẽ chỉ em làm không sao hết. Bữa đó là Kim Anh hay là Lucy nó chỉ em thì em hỏi. Khi nào em có khách đi em dẫn lên, tụi chị sẽ hỗ trợ em 1-2 ngày đầu. Mai nó ship cho em rồi. À, cà phê sữa của Nguyên Thảo là cà phê sữa vải đẹp lắm nha mấy chị nha, cà phê sữa vải hơi bị đẹp luôn. Cà phê sữa của Như Nguyễn nè, Như Nguyễn 100 ngàn nè. Nè chị nè, hồi nãy giờ chưa chốt cái con hồng cánh sen gấu chốt nè, cánh sen gấu Nguyên Dương cho em một cái màu trắng đá đi. Dạ ok chị Nguyên Dương, Nguyên Dương trắng đá 100 ngàn nè. Nè hồng cánh sen nó giống như cái cà phê sữa đó, 100 ngàn mà vải đẹp lắm. Chị nào chốt chốt giúp em hồng cánh sen nha. Rồi chốt giùm em cam đá, cam đá Adidas, con này đẹp nè, cam đá nai nè, con này mà mặc với sọt là hơi bị đẹp. Chốt giùm em là cam nai, cam nai dưới 85 kg 100 ngàn. Chốt giùm em xanh lá cây gấu, chốt giúp giùm em xanh lá cây gấu nè mấy chị, xanh lá cây gấu dưới 85 kg 100 ngàn. Rồi chốt giùm em màu cam, chốt giùm em màu hồng cam, chốt giùm em hồng cam dưới 90 kg hồng cam gấu. Chị Lý Thiên gì đó kêu chờ một chút gì đó. Đi lên phòng lấy giùm cái bịch mực mà mấy lùn nó đang xé nửa chừng á. Chị Hiền nói Tùng Kho đang bàn với một khách vào tài khoản 500 có được á, 500 ngàn đô. Báo ơi chị với em. $500,000 mạnh dữ. Dạ cái này để em xin phép, để em xin An hỗ trợ $500,000 hả chị? $500,000 hả chị? Chờ em phút mấy chị 500 má ghê chứ. Chờ em một phút nha. Trời hôm qua có đầm maxi hàng xúc về mà trông chị hoài luôn á chị Hồng hả Nguyễn. An khách chị qua tuần có một chị vô gói 500 ngàn đô á An. Thì ghê. Nếu mà mua ether ghê nhớ chăm chút cho anh chút nha. Ý là nói với chị đó tại vì báo với em để làm cái gói nó giúp chị chứ nhiều quá tự nhiên bị rối loạn tiền đình á. À, và là gì chừng nào làm khách đó chị báo em ha. Trời gói gì mà 500 ngàn đô luôn. Trời đầu tư một gói 500 ngàn đô má ơi.
Em ơi, chị báo em rồi, chị nói có ether để chút nhớ để bán cho cái chị đó nâng gói, khi nâng nó thì báo em báo em xử lý vụ này chị, chứ gói bự quá cái trách nhiệm nó cũng cao lắm chị. Chị báo rồi Lucy, 13 tỷ. Đó, được rồi, được rồi, khỏi chế chị. Vô cái gói mà em mắc xỉu á, mấy chị từ từ để em tính thử, 500 ngàn đô đủ má tay chân nổi óc ác hết trơn. Lát xong nhớ rép cho em một cái trắng đá Nguyễn Dương, trang nai của Yên Nguyễn nè, cam nai nè, 100 ngàn của cam nai nè, Yên Nguyên, hồng cam, hồng cam của Đặng Hồng Hạnh 100 ngàn nè con, hồng cam xanh lá để em coi trong này còn không ạ. Chị có lấy đỏ không chị? Lấy đỏ không? Hồng cam, hồng cam xanh lá, hồng hồng với hồng cam và xanh lá này đúng không chị? Rồi ba cái này của chị Hồng Khánh Nguyễn nè. Rồi em lên mã này cho mấy chị nè. Đặng Hồng Hạnh chưa cho địa chỉ hả? Nè, lên áo này trăm cho mấy chị áo loan đẹp không? Áo loan đá đẹp quá, trời ơi, mà vải đẹp rồi. Áo loan đá xanh là bán 100 ngàn luôn. Áo loan đá xanh bán 100 ngàn, có 3 cái là loan. Nè, làm ơn chốt loan đá xanh đi, vải này mặc rất là mát nha. Rồi, loan đá hồng nè. Loan đá hồng nè ha. Loan đá hồng nè ha. Loan đá hồng, loan đá xanh và loan đá hồng. Rồi, cái này chốt giùm em là loan mã cuối đây đó, 3 cái loan mã cuối. Rồi em nói mấy chị đá mà vải đẹp lắm, chốt giùm em loan xanh, loan đá hồng và loan mã cuối, 3 cái loan. Dạ 3 cái loan mấy chị ơi. Dạ 3 cái loan, 3 cái loan, 3 cái loan mấy chị, 3 cái loan, loan xanh và loan hồng nè, loan xanh và loan hồng của Hồng Thanh Nguyễn, 2 cái 200 nè, loan xanh và loan hồng của Hồng Thanh Nguyễn. Hai cái nhiêu? 200. Trời ơi, áo phót có 140 mà xả nè mấy má. Thì chứ áo xanh của chị Hương Lam nè. Rồi Hương Lam 100 ngàn nè. Chị lấy cái mã xanh da trời mã cuối nè, 13 tỷ chị xong anh. Vô gói 13 tỷ, 13 tỷ mỗi tháng kiếm nhiêu ta? 50 ngàn. Ừ, ghê thiệt chứ. Từ từ nha, để em suy nghĩ thử. 500 ngàn đô mà nhân 3, mỗi tháng kiếm 150 ngàn đô, kinh khủng thì mấy bài này giàu còn thêm giàu. Lon cuối của Nguyễn Hạnh, lon cuối 100 ngàn của Nguyễn Hạnh, lon đá 90 kg vừa, da trời 100 kg không vừa, xanh ngọc của Hồng Khanh Nguyễn nè con, Hồng Khanh Nguyễn xanh ngọc luôn, còn con cái xanh ngọc à, Hồng Khanh Nguyễn xanh ngọc nè, còn con cái à, còn con cái à. Dạ chị Phan thì Ánh Thi chưa chốt gì, cho địa chỉ số điện thoại em chi chị. Có đầm bếp hay dâm không? Dâm thì có. Dạ. Nè chị ơi, chị Thùy Dung nè, anh làm bill chị Thùy Dung cộng vô tiền từ thiện 500 ngàn anh ghi vô chưa? Áo này 90 ngàn nè, dưới 85 kg. Áo này 90 ngàn, áo lông vũ, vũ tim nha, dưới 85 kg. Áo này dạ vải dễ thương lắm, nó là hàng xuất mà ha, kinh khủng ha. Rồi mình thấy tài khoản mình 50 ngàn đô là mỗi tháng kiếm một 50 ngàn đô mỗi. Đúng, tài khoản chị 50 ngàn đúng, đúng rồi. Rồi mỗi tháng kiếm 15 ngàn đô mình đã thấy khủng khủng hoảng rồi. Quá trời. Áo 90 ngàn của chế Nghe Võ nè, Nghe Võ 90 ngàn, em lon đá xanh của Linh Mỹ Miều nè. Linh Mỹ Miều nè con, Linh Mỹ Miều 100 ngàn nè bé. Linh Mỹ Miều nè. Long Vũ chị bảy có thử con áo Long Vũ này không? Long Vũ của Nguyên Dương nè. Nguyên Dương Long Vũ 90 ngàn. 90 ngàn của Nguyên Dương nè. Long Vũ của Yên Nguyên chị còn áo này lấy hết hay chưa? Hết rồi phải không? Rồi Yên Nguyên 90 ngàn nè con, hết long rồi. Ba lon ba màu của Song Hân. Dạ còn hai màu chế Song Hân ơi. Còn hai màu nha chế Song Hân. Song Hân 2 cái 200 nè. Song Hân 2 cái 200 nè. Giờ xả cho mấy chị mã đen nha, xả cho mấy chị mã nâu. Mà chị Đặng Hồng Hạnh nên lấy những cái thun này nè, chị Đặng Hồng Hạnh vải đẹp lắm ha. Hết lông rồi, lên nở thôi, lên nở lựa cái khác gì mà. Rồi lo chốt giùm em nâu nha,
Mấy chị coi vải mã nâu nè, bộ nó đã lắm. Rồi nâu dưới 85-88 ký chốt giùm em mã nâu. Mã nâu nha, mã nâu. Chị nào chốt mã nâu chốt giùm em mã nâu, em có tổng cộng 2 cái. 2 cái mã nâu mấy chị ơi, 2 cái mã nâu. 2 cái mã nâu. Rồi Mickey đen bán đi má. Nãy giờ bấm số muốn khùng. Bán đi má nãy giờ bấm số muốn khùng. Hồi luôn. Lo stream đi chị ơi. Trời ơi. Tỷ à 13 tỷ. Nâu của Như Nguyễn 100 ngàn nè. Nâu của Như Nguyễn 100 ngàn nè. Nâu của Nhung Mẫn Miễn 100 ngàn nè. Nâu của Nhung Mẫn Miễn 100 ngàn nè. Rồi còn một cái nâu nữa. Một cái nâu Thanh Hương Nguyễn một cái nâu nè. Thanh Hương Nguyễn một cái nâu nè. Ai về Thanh Hương Nguyễn một cái nâu nè lùng ơi. Thanh Hương Nguyễn một cái nâu. Chị biết cái đen chị lấy mấy con chị? Nguyên Dương hình như khách cũ. À, dạ chị xong ăn inbox giúp em nha. Rồi cô Win 100 ngàn. Ai đi cô Win nè. Nè cô Win 100 ngàn đi trên này nè cho dễ con. Nè cô Win 100 ngàn là cái đó đi. Để yên cho chị yên kiếm tiền nha. Tao tát một cái người ta nói hai con gái nó lật ngược luôn nha tà. Trùng hợp ghê, bữa nay em cũng mặc đầm y chang chị yên vậy luôn hả. Ai ai đã từng đi qua. Ê tụi bay làm như phân cứng tao để tao like tụi cha tụi mẹ tao vô trong live stream tao ngồi chơi vậy mấy quỷ sứ âm binh. Nè Kim Anh ngày hôm nay không qua lấy hàng rồi không chửi tôm hàng cái liệu hồn. Thôi lỡ xả trội bán. Không cái này không phải bán, cái này của em. Cái này của em mấy chị ơi. Của em với lại bộ đồ công sở của em. Của em. Em khổ mấy chị quá của em. Rồi ai chốt đen Mickey chốt giùm em đen Mickey nha. Không ai chốt đúng không? Rồi đưa cái bao đồ đi ra trước đi nè. Đứng dậy đưa bao đồ ra trước đi nè. Rồi bán gì nữa ta? Chú Hùng Linh về em yêu. Chị đưa cái bao đồ hàng xuất lại cho em. Em bán đồ hàng xuất cái. Bao đen á, bao đen bự nè. Lát ăn lâu chị. Nó bay tá lẻ hả? Bé Lục ra lấy cái xanh lon cho Linh Mỹ Miều. Coi thử trong bill Linh Mỹ Miều có cái xanh lon chưa. Nếu Linh Mỹ Miều chưa có cái xanh lon thì chốt xanh lon cho Linh Mỹ Miều nha. Rồi lên đầm cho mấy chị nha. Lên bộ mấy chị. Bộ này là 140 ngàn. Bộ này là khoảng cỡ 65-85 ký. Là có xanh lon rồi em yêu ơi. Đây nè bộ sọc trắng nè. Bộ sọc trắng là dưới 90 ký. Vừa 70-90 ký. Bộ sọc trắng là 140 mấy chị dễ thương không. 140 ngàn bộ sọc trắng. Quý thích bộ này hả? Thì bữa nay chị đi lấy hàng chị lấy size nhỏ nha. Sọc trắng nha quý vị, sọc trắng. Sọc trắng bộ này 140. Trời ơi bộ này mà mùa này mặc ở nhà em nói mấy chị mát chim lắm. Trời ơi mát chim mát háo lắm. Tối hôm qua em mặc cái đầm này mà chồng em si mê không ngủ được nguyên đêm luôn. Nè mấy chị 140 nè. Trời ơi đầm hàng xuất nha. Đây đầm phơm chữ A nha chị Hạnh. Tối hôm qua em mặc cái đầm này tao nói vú nó nhung nhú mà tao nói nguyên đêm bảy không ngủ được ha. 60-88 ký cũng vừa đầm vú nhu nhú. Trời ơi con đầm nó đẹp lắm mấy chị. Cái con đầm này nè, cái vải cũng đẹp, cái phơm cũng đẹp, cái kiểu cũng đẹp, cái dáng cũng đẹp. Đại khái đái khai là kiểu nào cũng đẹp mấy chị. Em nói thiệt luôn á, mà con đầm nó vô là trai nó chết rạch rạch hết. Nó nghe biết nói chuyện như con khùng á. Hiểu con tâm ao luôn. Rồi bán áo cho mấy chị với giá 100 ngàn này dễ thương không? Qua vải nè. Nè. Rồi áo này dưới 88 ký cũng vừa chốt giùm em áo bi đen. Áo bi đen 100 ngàn. 100 ngàn quẹo lửa. Có size lớn nha. Chị nào muốn lấy size 90 ký báo em. Áo bi đen kèm số ký. Bi đen kèm số ký mấy chị. Bi đen kèm số ký. Đầm đen đâu rồi. Nhung Mẫn Miễn 140. Trăng Quỳnh 140.
đen của chế Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh Trâm. Dạ quay về đầm đỏ chị. Quay về đầm đỏ. Nguyễn Hạnh Trâm. Từ từ em kiếm nha chị cô Quyên, cho hết rồi đây nè chị cô ơi. Cô ơi em thấy hết rồi cô ơi, chờ chút em kiếm cái cô ơi. Kiếm kiếm xuống dưới đây. Em có một con đầm này bán cho chị á. Chị mấy chị nhìn nó sẽ cái màu nó hơi cũ nhưng mà con đầm này dễ thương lắm. Con đầm này chị đầm dưới 70kg em bán 100 ngàn về mặt cho dê dẫn với đời nè. Chốt giùm em con đầm 100 ngàn, đầm ho khách lấy rồi. Áo bi đen của Hà Vi 100 ngàn. Cuộc sống này Hà Vi 100 ngàn. Áo bi đen 70kg của chị Hoa Lê. Để em kiếm mà nha chị Hoa Lê. Nè đầm này qua chốt cho Lucy nè. Nè. Nè Lucy nè. Lucy nhiêu? Lucy nhiêu ta? Không tính tiền tính nó quýnh á. Nè tình nào cũng phai đầm 100 ngàn nè. Tình nào cũng phai đầm 100 ngàn nè. Áo thun đen. Nè bỏ cho cái con Lucy cái này nữa nè con. Chiều mai qua quán chơi nha. Dụ nữa. 140. Ủa em mới bán gì 140 vậy? Em mới bán gì 140 rồi chị xong hơn. Bán gì 140 chị? À đầm đen nè. Trời ơi cái đầm đen này vải mịn lắm. Cái đầm đen này 120 ngàn mà vải mịn lắm mấy chị ơi. Đây nè. Trời ơi đã đời lắm. Mấy chị mặc cái con này nó giống như không mặc mà mặc cũng như không mặc mà không mặc cũng như không mặc. Đó, đại khái là các mấy chị có mặc nó cũng mát chứ không mặc mà không mặc nó cũng thành mặc mà mặc nó cũng thành thành không mặc mà đại khái 120 ngàn mua giùm con đi mấy má. Con nói gì kìa mẹ con đi mấy má. Rồi bán cho mấy chị con đầm đen nè. 140 ngàn dễ thương không? Trời ơi coi thun gân này nha. Thun gân này nha trời ơi. Coi nè. Rồi chốt giùm em con đầm đen này. Nghe vỏ áo đen 100 ngàn của nghe vỏ nè. Đầm đen của Hà Hòn còn cỡ dưới không? Hà Hòn đầm đen 140 nè. Đầm đen nào ở Hà Hòn? Đầm đen này của Lý Thiên nè. Lý Thiên có thì chỉ thông hợp cho. Nè Lý Thiên 120 nè con. Lý Thiên đầm đen 120. Đầm đen mà cổ chiếu chiếu có không Hà Hòn? Đầm đen của Hà Hoàng nè. Không cái đầm này khác. Để kiếm mà. Rồi đầm đen của Hà Hoàng nè 120. Đầm dây ho khách lấy nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi chị. Linh Mỹ Miều nè. Em bóp Mỹ Miều giùm chị cái nhân Linh. Rồi Linh Mỹ Miều 120 nè. Linh Mỹ Miều 120 nè. Rồi đầm đen thun gân 140. Trời ơi con này mà chị nào khoảng 75kg trời ơi hút về để đi ăn tiệc mấy chị. Em nói mấy chị nè, chị nào dưới 80kg cũng vừa nha, vải hơi bị đẹp luôn. Chị Hạnh lấy cái con đầm này nè, chị Hạnh. Chị Hạnh lấy cái con đầm này hay đầm dây chéo, Hà Vi lấy con này phải không? Mấy chị chốt nếu cho lấy đầm này thì chốt giùm em đầm 140, đầm này mấy chị đi tiệc được nha. Không em nói thật sự luôn. Đầm này mấy chị đi tiệc được. Ha, chốt giùm em đầm 140, đầm đi tiệc đi mấy má ơi. Đầm 140 có sao mà đầm mặt như không à, đó cái đầm mặt mà như không mặc con rồi biết rồi. Biết cái đầm mặt mà như không mặc rồi. Biết rồi, áo thun 90 ngàn dưới 77kg. Dây chéo hả mấy Hạnh, chờ chị chút cục cân. Để chị kiếm cái Hạnh ơi. Yêu làm gì mà lòng người 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 say mê đi 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 ăn nắng nha. Ngâm nhó nhau. Bộ này 140 nè, chốt giùm em bộ màu lông chuột dễ thương lắm trời ơi. Tao nói cái lông gì mà nó đẹp quá trời luôn. Nè bộ lông chuột 140 nè trời ơi. Hà Vi nè đầm 140 nè. Trời ơi coi nè mấy chị, trời ơi cái bộ lông chuột cái vải gì mà nó đẹp gì mà tao nói đẹp lạ đẹp lùng chú vô mùng vẫn còn đẹp. Ai đây đầm đầm dây chéo của ai lấy vậy? Thôi mà là đầm dây chéo của bé Đặng Hồng Hạnh nè con. 140 của bé Đặng Hồng Hạnh. Chưa. Nè nè em có cái đầm này 70 đến cho 100kg nè. Đầm này 120 nè. Đầm phôm chữ A của chim nè. Trời ơi ta nói cái đầm này ta nói mặc lên nó dễ lột lắm mấy chị. Đầm này mặc lên nó dễ lột lắm. Đầm này mặc lên dễ lâm lâm chuột 140 á Nhung. Trời ơi cái đầm này 70 đến 100kg đầm phôm chữ A là chốt giùm em đầm dễ lột.
120.000 đồng dễ lộn mấy chị. Cô mới trước cái đồng trai đã âm hạnh 120, rồi có một cái đồng 140 là tên gì á? Hà Vi 140. Đồng chữ A của Như Nguyễn nè, 120. Phương Trinh Đoàn Như Ký. Dạ chị chút sau. Nhung mũm mỉm dừa. Đầm cho Yên mặc lâu rồi, đầm dễ lộn. Để em kiếm thử con cái đầm nào dễ lộn con. Ô mấy má này giờ muốn có bầu hết rồi. Nè đầm dễ lộn hoa nè, 120-170 đến 100 ký. Chốt giùm em đầm, đầm hoa dắt cổ. Đầm hoa dắt cổ cũng 120. Còn màu đen để em kiếm thử còn không. Đâu đầm dễ lộn đâu, đây còn cái dễ lộn nè. Ai ai đầm 120. Đoàn Ngọc Mai Anh nè, 120 của Đoàn Ngọc Mai Anh nè. Để em kiếm còn không nha mấy chị nha. Mấy chị phải hết sức bình tĩnh. Đây còn đầm nè. Đầm này đầm gì? Đầm này đầm maxi rồi. Đầm này là chỉ có chị Ngọc Anh Nguyễn, chị Ngọc Anh Nguyễn thích thôi. Maxi nè, maxi si. Đây maxi nè. Không biết chị Ngọc Anh Nguyễn còn đó không. Nhung mẫm mỉm bộ này 140 nè, 140 của bé Nhung mẫm mỉm nè. Tu hô 90.000 là lấy gì vậy? Em bán gì 90.000 hả mấy chị? Mày vô đây chi vậy Khang? 90 đầm hoa. Đầm hoa của chế Hồng Điệp nè. Hồng Điệp 120 nè Lùng. Hồng Điệp 120 nè. Rồi lấy bộ lông chuột rồi. Lấy bộ lông chuột rồi chị. Ai ai đã từng áo thun nè. Áo chị nào chưa chốt áo thun này size dưới 92 ký, lấy cái áo thun xanh nè. Áo thun xanh xanh dưới 92-93 ký nè. Thùy Lê rồi, Thùy Lê 140 nè, xin địa chỉ số điện thoại chế Thùy Lê nè. Đoàn Ngọc Mai Anh đang nhắn tin cho em kia lên kia kìa. Rồi hồi nãy mấy chị ba mua bi đen thì em có bi xanh 100.000. Mấy cái này chị nghe vỏ nên lấy nè, vải đẹp lắm. Mấy cái này chị nghe vỏ nên lấy về mặt là chị chỗ vải nó đẹp, nó đẹp lạ, đẹp lùng chui cho mùng dẫn còn đẹp. Rồi bán mấy chị bán ba bán sẻ vàng cho mấy chị con đầm đỏ dưới 70-72 ký bán 100.000 này. Bán 100.000 quẹo lửa mấy chị ơi, trời ơi nghĩ sao con này bán 100.000 dưới 70 ký mà mấy chị không lấy chừng nào mấy chị mua nữa mấy chị. Rồi chốt sẻ vàng đi. Chưa về còn lọc tập em ơi. Áo thun đen của chị Tu Hồ nè. Rồi Tu Hồ 100 Tu Hồ 90.000 nè. Tu Hồ 90.000. Thùy Lê ở nhà chị Thùy Lê á. Dạ ok, chị nghe bỏ 100.000 nè Bi ơi. Lùng ơi, Lùng, chị nghe bỏ 100.000. Bộ lông chuột 90 ký với điều kiện 1m65. Đầm đỏ 100.000 của tình nào cũng phai nè. Tình nào cũng phai 100.000 nè. Tình nào cũng phai 100.000. Áo thun xanh và bi đen nè. Dạ ok chị. Áo thun xanh và bi đen phai lớn nè. Từ từ kiếm cái bi đen nha. Hết bi đen rồi chứ ơi. Hết bi đen. Áo thun xanh 90.000 của chị Huyền Nguyễn Đà Nẵng nè. Huyền Nguyễn Đà Nẵng còn biếu ngoài đó nè. Nhiêu ta? 90.000 con. Rồi áo khoác hồi nãy em lên đầu lai nè. Áo khoác đầu lai 60-90 ký, 101.000. Ừ bữa nay không có ai thì Quỷ Kim Anh không có. Phụ ổng kiếm biêu lòi bản họng kìa. Ha. Chưa có đồng 2 giây. Yêu làm gì mà lòng người say điên điên đến thế. Cứ say mê. À chị có cái đầm 2 giây sexy đẹp lắm. Bi Bi lấy cái đầm 2 giây Bi. Đầm sexy á. Quên đi bỏ yêu. Mày mặc con đầm để tao nói ra đường. Một cái tao nói trai nó chết rặt rặt luôn. Tao nói thiệt. Nói thiệt lòng luôn á. Đây là những lời nói chân thật từ con chim với trái chim. Hiểu không hiểu không. Chờ chút gỡ cái áo không có nửa tiếng nữa xong. Mẹ rượu rượu gắn móc tay vô chị không biết nữa. Rồi áo khoác 60-90 ký, áo khoác nhẹ bán cho mấy chị 110.000. Chốt cái đầm hoa 120 cho em chưa, nãy em thoát lên nhận được đầm 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 đá. Ủa đồ Ngọc Thị Mai nãy lấy gì vậy con? Đổ em coi vậy. Phải đầm hoa không? Đầm đen, hồi nãy bà nội lấy đầm đen. Rồi có lấy thêm đầm đầm. Rồi lấy thêm cái đầm đầm hoa nữa phải không? Đồ Ngọc Thị Mai rồi, đồ Ngọc Thị Mai. Dạ chị bằng ký em.
Ủa chị đưa em mấy cái là đo ngọc thì mai đo đo ngọc mấy anh là tổng cộng hai cái thì lên có chưa. Đây là mấy chị, trời ơi, áo khoác này đã rồi. Áo khoác này em có màu da, màu da với màu xanh, 140.000 màu da và màu xanh. Chị nào chưa chốt con này thì chốt lẹ chốt mau rồi mấy chị, mặc đi chợ, mặc đi đứng đường, mặc đi đâu cũng được hết nha. Trời ơi quẹo lửa mấy chị ơi, chỉ có 140.000 cái, em bán cái em lời có 100.000 chứ nhiêu, mua giúp giùm em cái nha mấy chị nha. 140.000 cái, 140.000 quẹo lửa nha, 101 quẹo lửa, 101 quẹo lửa. Trời ơi, nay bán mai nghỉ, mốt đi làm ỉ rồi. Đây đây đây, coi cái áo 100.000 nè mấy chế, dễ thương không? Trời ơi đây nè. Đúng rồi, chị Hồng Điệp có, em có hai cái lần mà đây. Trời, áo phun lai dòng này 100.000 áo hoa. Áo này dưới 85kg vừa chốt giùm em áo hoa 100.000. Áo hoa bên đường, bên đường áo hoa. Áo hoa đậu rầu hút vô 7 ơn. Đúng rồi, là chị Đoàn Ngọc mai anh có hai cái đầm á chế. Đây đầm sexy 280.000. Trời ơi chụp má, bữa giờ quên bán luôn gái ơi. Bữa giờ mày hỏi tao là quên bán luôn. Áo hoa 100.000 của bé Linh Mỹ Điều. Trời ơi con nó phải đẹp lắm. Mà có một cái trong cuộc đời đẹp không? Trời ơi coi nè. Dạ phải gì nó coi với nó giãn lắm chị. Nhà em bán cái gì nó cũng coi với cũng giãn. Chỉ có một, chỉ có tao tao tấu phiêu phiêu là em mệt. Trúng cái đó nó co không, nó không bao giờ nó giãn. Đây trời ơi coi nè, coi nè, tao nói đứng ngọc trai hang, đứng ngọc trai hang, coi ở dưới nè hang, trời ơi hang, trời ơi nó dễ thương nè hang, trời ơi nó đẹp, coi nè 280.000 đầm sexy mấy chị ơi. Rồi lên tiếp đầm maxi nè, đầm maxi 140, vải đẹp lắm, em nói mấy chị vải đẹp lắm, dưới 80kg, dưới 85kg cũng chưa nữa. Rồi chốt giùm em phơm đầm sọc không, mấy chị đừng mua đầm này để em mặc đi Phú Yên này. Rào lên tiếp cho mấy chị một con đầm maxi đen, cổ đắp qua đắp lại dưới 70-mấy kg cho nó đẹp ấy. Đầm maxi đen nha, dưới 72-73 kg. Trời ơi chị Hồng Khanh Nguyễn đâu rồi, coi nè trời ơi nó đẹp nè, khi mặc lên chỗ đây nè, nó có dây rút rất là đẹp, nó chéo qua nè thấy không. Trời ơi tao nói 140 con đầm maxi đen mà nó đẹp nè đó chị ơi, nãy giờ không thấy mở khúc chốt đồ. Thấy là em chốt một cái bẹt rồi chị, không thấy chốt đồ. Rồi còn một con đầm mã cuối cùng mấy chị. Cái phiêu phiêu nó co, nó không có giãn rồi sao chơi thì bút thun mấy mẹ kéo ra bút cái bum vậy đó, hiểu không? Đủ má nó co, không nó không giãn thì phiêu phiêu kéo rồi thả ra bắn cái bum. Đó, đủ má thốn giới của tí mẹ luôn. Đây, thấy mà cái gì mà tao nói, cái gì mà dính tới mà đá chứ cút nút kiếm là mẹ hỏi à. Rồi đầm này dưới 72kg. Rồi bán luôn cho mấy chị như ta. Đầm này 160.000. Rồi chốt giùm em đầm này 160.000 quý vị. Em lấy cái áo thun sọc dồn đơn được không chị? Áo thun sọc nào ta? Không, áo thun sọc đó là bộ gái, bộ chứ không phải cái áo. Cái đó là cái bộ gái hơn. Không phải áo, đừng lấy vậy. Nó có cái quần nữa. À, nó có cái quần kìa nha, nó tự. Rồi qua mẫu cắt áo khoác hả chị? Rồi bây giờ lên gì cho mấy chị, lên xếp nha lùm ba. Rồi ở trước có xếp gì bưng từng bao vô đi con. Trời ơi bà nào mà lấy cái maxi sọc 140 vậy. Nè lấy cái maxi sọc 140 cho chị Củ Dương mà tao khỏi mặt cũng được. Rồi con đang lá con dọn cái bao này con sắp lên này bé lùng. Bé bay khinh ra đây em ơi. Rồi nè sắp lên kệ. Đã bao lâu rồi lấy bộ đó dùng đơn bảy. Kiếm cái bộ sọc hồi nãy là có cái áo quăng vô dùng đơn cho Phạm Thị Ngọc Hà. Biết Phạm Thị Ngọc Hà đi chưa anh? Hình như là đi rồi á. Bộ sọc đen á, đó sọc xanh đen rồi, kiếm cái quần nữa nè, kiếm cái quần nữa, chưa về quần tay chị Thủy ơi. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung. 140.000 của Phạm Thị Ngọc Hà. Rồi xả bộ nào, lộn phải lộn lộn em like chứ không phải em xả em lộn. Bộ này là 240.000 nè. Nhưng mà em nói mấy chị cái bộ này mặc lên nó sướng lắm.
Nè bộ này chính tắc nè, chốt giùm em giúp bộ bà coi vải nè mấy chị. Ta nói vải nó đẹp lắm. Rồi xong rồi tiếp đi. Tiếp đi coi thử cái đầm đỏ đi, còn mấy cái đưa xuống đây chị xả luôn đi. Chiều nhận được là không dùng đơn được. Nói chung là sáng mai em đi điêu hết á, tại vì em về Phú Yên tới gần tuần là em về thứ ba thì sáng thứ tư em đi cái gì anh dùng từ gì he cái gì đi gì mà để khởi công xây dựng nghĩa trang thai nhi á mấy chị. Nè bộ đây nè mấy chị, trời ơi cái bộ này mấy chị mặc lên nó gọn động thổ động quen động động gì á động đất gì á. Đây nè mấy chị, bộ bò 240 ngàn, bộ này vải đẹp lắm, mặc lên rất là cưng. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chốt giùm em bộ bò ha. Rồi, chốt giùm em bộ bò kèm số ký nha mấy chị, bộ bò kèm số ký. Nè em còn mấy cái đầm này, đáng lẽ hàng này mới về ngày hôm qua hôm kia em không có sale, nhưng mà giờ còn tổng cộng 2 cái sale luôn. Bà nào 100kg là bà đó trúng mánh. Rồi sale nha, bộ này đầm này dưới 70kg nè. Đây nè. Trời ơi mấy chị coi cái tà ở dưới không, mấy chị cũng mê nữa. Đây. Rồi còn cái này dưới 70kg em 280 em xem mấy chị 230 ngàn. Còn một cái dưới 100kg nè. Hai cái dưới 70kg. Trời ơi mấy chị trúng mánh luôn á. Thật sự là dùng từ mấy chị trúng mánh, đầm này em không có bán. Hai cái dưới 70kg và một cái dưới 100kg xem cho mấy chị 230 ngàn. Ok chưa. Rồi đưa cái bao này đây cho mấy lùng nó kiếm chỗ nào trống nó ra nó dựng lên luôn. Ở ngoài kia một tấn chỗ trống rồi. Coi đi. Đầm của Võ Phúc nè 230. Đưa ra chứ còn chi nữa bi. 230 của Võ Phúc nè. Về cái chỗ nào, mấy chỗ kia chắc gọn gọn lại con. Mấy chỗ kia chắc gọn gọn lại. 230 ngàn. Chỉ một đêm duy nhất và chỉ một đêm duy nhất. Chỉ có một đêm duy nhất thôi mấy chị. 230 ngàn. Bộ bò 80kg với lùng ơi. Bộ bò 280kg của Yumi Trần XL con. Yumi Trần ý là xin địa chỉ số điện thoại đây. À chế có một đêm duy nhất đầm đỏ của Yên Nguyên dưới 70kg nè. Ok chứ Yên Nguyên nè. Yên Nguyên 230 ngàn. Rồi còn đúng một con đầm đỏ 100kg nha mấy chị. Còn đúng một con 100kg 240 ngàn. Còn đúng một con 100kg. Nhỏ này chưa biết xếp đồ luôn. Rồi Yên Nguyên nè. Yên Nguyên 230 ngàn. Yên Nguyên còn đúng một con 100kg. Dạ hết rồi chị Hoa Lê. Chốt chậm quá đi nè. Còn một cái đúng một con 100kg. Một con 100kg. Chỉ còn một con 100kg. Chỉ có một ngày hôm nay đêm duy nhất thôi mấy chị ơi. Nói cái gì bán cái gì. Nãy giờ cũng không có biết mình bán cái gì mà mình nói cái gì nữa. Rồi anh ơi chút nữa. Bạn tới giờ trước lấy cái móc treo lên tầm 100kg vậy. Rồi xong lên tiếp nha. Lên tiếp chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Rồi chỉ một đêm duy nhất. Cái gì đây. Rồi hôm nay xả cho mấy chị bộ này đi. Hôm nay xả cho mấy chị bộ này 130 ngàn nè. Xả cho hết nè. Mà trời ơi vải đẹp lắm, đủ má mất cái sao chàng này không bán được. Rồi bộ caro nở sau lưng xếp cái lông đẹp lắm nha mấy chị. Rồi bộ caro quần đùi lấy đầm đỏ của Trang Phan. Và còn đúng size 100kg. Chị nào lấy size 100kg thì lấy. Rồi bộ này giờ xin cho mấy chị 130 ngàn cho hết hàng nè. 130 ngàn, 130 ngàn, 130 ngàn quần đùi kèm với lại áo caro 130 ngàn kèm số ký quý vị ơi. 130 ngàn bữa nay bán mai nghỉ mốt đi làm đĩ rồi đây nè. Lẹ 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 lắm mấy chị ơi. Nó trả lời xong nãy giờ rồi. 130 ngàn, 130 ngàn bộ caro đen 130 ngàn nha mấy chị ơi. Còn chỗ nào sắp lên nữa không con? Áo hai đấy mở. Trời đất ơi làm như mất sống hay sao trời. Linh Mỹ Miều, để chị em cộng vô bill luôn Linh Mỹ Miều nha. Trời ơi cảm ơn nha. Còn gì bộ caro hay. Kiếm kiếm như bộ caro hay đây. Là lấy cái đầm đỏ mới treo lên cho vi lụa kìa 230 ngàn. 130 của Bích Thủy. Từ từ em công bố lên cái nha. Anh ơi kiếm cái bill Linh Mỹ Miều anh ơi. Cảm ơn Linh. Cộng 500 ngàn vô cho tiền xây nghĩa trang Hùng Phước. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn á thiệt á. Đầm đỏ với lụa đúng không? Đầm đỏ của vi lụa.
không đâu, để không làm yêu. À, từ từ nha. Bộ caro của Hà Vy XL. Bộ caro của Hà Vy XL. Sao hả? Mai anh sáng tư lên mà. Hà Vy XL. Đoàn Ngọc Mai Anh 93 kg. Làm từ đó tới chiều cũng xong rồi, anh đâu có nôn đâu. Cứ làm từ từ làm chứ anh đừng có làm cấp bách bill nhà có nhiều đâu. Linh Mỹ Miều bộ nè. Linh Mỹ Miều lấy bộ hay cho anh đây nè. Linh Mỹ Miều nè. Bộ caro của chị Hoa Lê nè. Nè bé baby nè, Hoa Lê nè. Con ra nốt cái tỉnh phụ ba đi. Hoa Lê nè. À, vừa chị lấy Mạc Thị Lộc nè. Mạc Thị Lộc hay nè. Mạc Thị Lộc 103 nè. Mâm biển 103 nè. Xin được chỉ số điện thoại mâm biển luôn nè. Mâm biển 103 nè. Anh Đặng Thùy size L nè. 103 của anh Đặng Thùy nè. Anh Đặng Thùy 103 nè. Dạ Hà Vy có rồi Hà Vy ơi. Hà Vy có rồi chế ơi. Có rồi chế ơi. Có rồi, có rồi. Có rồi. Nên làm cái gì ta. Rồi bộ này. Bộ này xả cho mấy chị 160 ngàn. Cái bộ này em mặc lên cực kỳ dễ thương mấy chị. Em nói thiệt luôn á. Bộ này em mặc lên dễ thương lắm. Xem mấy chị bộ này 160. Bộ Dior. Trời ơi em nói mấy chị cái bộ này em mặc lên bao cưng luôn á. Nè. Thấy dễ thương không? Rồi chốt bộ Dior 160 kèm số ký. Dior 160 kèm số ký. Dior 160 kèm số ký nha mấy chị nha. Chị ơi. Thế vừa rồi em không có lái xả giùm em, sorry. Nè, nhà bữa nay không có người nha Linh. Xả cái bộ gì 103 của Linh Mỹ Miều mới ha. Tự nhiên thấy mình hạnh phúc ghê mấy chị. Tay được Nghĩa Trang mà được chủ tịch tỉnh cho phép. Tại vì Nghĩa Trang thai nhi là tất cả các tỉnh đều là tự phép xây á. Tự phép xây á. Ủa đòn. À. Ủa đòn Ngọc Mai Anh có chưa vậy? Đòn Ngọc Mai Anh có bộ này chưa? Ủa, có chưa? Để kiểm tra đòn Ngọc Mai Anh để luôn. Anh ơi lấy view đòn Ngọc Mai Anh coi thử có bộ này chưa nè. Đưa cho đòn Ngọc Mai Anh đi. Linh Mỹ Miều nó ship vừa rồi. Ủa Linh Mỹ Miều nó lấy ship vừa rồi. Chưa lấy xả là sao đây ta đâu. Linh Mỹ Miều đó. Linh Mỹ Miều. Linh Mỹ Miều xả cái bộ 103 đúng không? Đúng không gái? Đoàn Ngọc Mai Anh nè. Rồi tiếp tục nha. Ở trước đó còn đồ gì nữa con? Rồi bảy ơi bởi này lên kho đi bảy. Bỏ thẳng lên kho luôn bảy. Coi coi trợ cái áo nhung kìa. Rồi hôm nay nha. Còn mấy bao nữa. Hôm nay xả cho mấy chị bộ thun lai dông này nha. Xả bộ thun lai dông này cho mấy chị nè. Xả bộ thun lai dông này 240. Xả cho mấy chị 180 ngàn. Bộ này mà nói về mặt vải là hơi bị sướng luôn á. 93 kg ok gái. Đây nè. Rồi xả bộ thun lai dông nha. Xả bộ thun lai dông. Bộ này nói chung là dễ thương. Bộ này dùng từ là rất ư là dễ thương nè. Hơi bị đẹp luôn. Rồi chốt giùm em bộ cà phê sữa. Bộ này 240 xả cho mấy chị 180 ngàn. Bỏ bộ đi bình yên vui mà. 240 xả 180 ngàn bộ cà phê sữa. Chị đâu có chốt bộ cà phê sữa. Chốt giùm em bộ cà phê sữa. Rồi hôm nay xả cho mấy chị bộ này luôn nè. Xả luôn bộ này. Bộ này em còn tổng cộng 3 bộ. 3 bộ cho nên xả luôn mấy chú mèo này các bạn. 3 bộ cho nên xả luôn nha. Bộ dài. Bộ dài mấy chị xả. Bộ này em còn đúng 3 bộ cho nên xả. Chứ bộ này hồi bữa ngày đầu tiên về là hết liền trong ngày luôn. Dễ thương lắm quý vị. Hơi bị dễ thương luôn. Đây kèm với quần dài. Bộ lai dông hay của Bích Thủy nè. 180 ngàn của Bích Thủy. Bích Thủy nè. 180 ngàn của Bích Thủy 180 nha. Bộ này kèm quần dài nha. Bộ này size dưới 92-93 kg nè.
chốt giùm em bộ dài này 250 xem mấy chị 200. Em còn một bộ hay hai bộ dưới 72-73 ký, bộ này một bộ dưới 92-93 ký, rồi châu vỏ nè, châu vỏ 200, rồi còn hai bộ dưới 72-73-74 ký. Chị nào chốt bộ trắng đen sale 200 chốt giùm em còn hai bộ size L dưới 72-73-74 ký ha. Số thủy 180 rồi mà. Bộ dài 75 ký. Bộ dài nào chị ơi? Bộ dài lai dông hay bộ dài trắng đen chị ơi? Bộ dài lai dông hay bộ dài trắng đen? Bộ này của Võ Phúc nè, 200 ngàn của Võ Phúc nè. Còn chị Hạnh Nguyên lấy bộ dài nào chị chốt lại giùm em. Dài cà phê sữa hay là dài trắng đen? Bộ nào cũng dài hết đó chứ à. Phương Thùy 200 nè. Phương Thùy 200 bộ này nè. Phương Thùy thành phố nè. Bộ dây của Tiên Nguyễn hả Tiên? Bộ dây của Tiên Nguyễn là bộ này hả chị Tiên? Dạ trắng đen hết rồi, hết rồi. Hết chị. Bộ dài size 75kg là một ít L là size L, nó mang hơi rộng. Em chỉ còn bộ cà phê sữa thôi nha. Rồi còn chỗ nào sắp cái cà phê sữa lên luôn nè con ha. Sắp cà phê sữa lên luôn. Sắp cà phê sữa luôn. Rồi lên mẫu nữa nghỉ nha. Sáng mai là debut hết á, tại sáng mờ sáng thứ ba là em bay sớm rồi. Bộ dây 70kg của Tuyên Nguyễn 180. Tuyên Nguyễn cho chị em xin địa chỉ số điện thoại nha Tiên ơi. Rồi em lên tiếp bộ này cho mấy chị nè. Em sell bộ này là mấy chị trúng mánh. Không, em nói thiệt lòng luôn, cái bộ này tay con đẹp lắm, tay con thế này là dễ thương, tay con nó làm như thế này nè. Xe bộ này là mấy chị trúng mánh 240, xe mấy chị 180 ngàn bộ này còn được mấy bộ. Bộ này áo không coi dễ nhưng mà dễ thương lắm mấy chị. Bỏ áo vô quần ha. Bộ dây trắng đen. Bộ dây cà phê sữa. Còn cái bộ kia là bộ có tay chứ làm gì dây trắng đen em. Từ từ chốt cho Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn chốt bộ dây cà phê sữa hay là chốt cái bộ mà có tay trắng đen. Rồi bộ này sale cho mấy chị là 180 ngàn bộ này. Hơi bị dễ thương. Chốt giùm em bộ caro nha. Chốt giúp giùm em bộ caro để bộ tay L mà. Bộ máy L hết rồi. Hết đến L rồi. Hết đến L xả cho mấy chị 160 ngàn bộ này. 160 ngàn bộ này. Chốt giùm em là caro áo sơ mi trắng. Xả 160 luôn. Còn size dưới 70kg và size dưới 90kg. Còn một bộ size 100kg. Hết. Hết nha. Rồi chị nào chốt bộ này chốt giùm em. Chưa lên nó không được chị. Chưa biết nó nằm đâu luôn. Còn nhiều của em chưa biết nó nằm đâu luôn thì là. Tôi nghĩ chưa có chốt mà bóc gì. Từ từ. Bộ trắng đen hết rồi mà chị. Rồi chốt giùm em bộ 160 của Võ Phúc nè. Bộ 160 của Võ Phúc nè. Hết size Lina Trần. Nếu Lina Trần lấy size L bị chật, lấy XL thì hết size rồi. Hết size lẻ size rồi mấy chị. Để hút cái này lên kho luôn mày. Khỏi cốc. Bộ Lina Trần mặc không người không? Hai là 90kg thì mặc hơi chật. Song Hân nè. Xong ăn dưới 90kg 160. Em đi vài ngày em về. Mấy chị thương em đừng bỏ em nha. Caro của Liên Võ. Alo. Làm bill chị Liên Võ đừng có gửi nha. Để em cùng 10 ngày thôi hãy gửi Liên Võ nè. Tiên Nguyễn 160 nè Tiên Nguyễn. Bây giờ hỏi cái bộ kia Tiên Nguyễn lấy cái bộ hai dây màu nâu hay là lấy cái bộ quần dài màu đen. Hỏi cũng trả lời trời. Tiên Nguyễn 160 nè. Hoa Lê nè. Hoa Lê 160 nè. Ghi bị mới. Chị Tiên trả lời giúp giùm em nha. Hoa Lê nè. Rồi còn bộ 100kg cho vi lụa nè. Vi lụa 160 nè con. Vi lụa 160 nè. Hoa Lê ơi.
có chốt bộ cà phê sữa không? Có chốt bộ cà phê sữa hay không? Gì ạ? Lộn Tiên Nguyễn. Hết rồi. Có nghĩa là Tiên Nguyễn không lấy bộ kia, chốt lại cái bộ caro áo trắng này đúng không? Bộ quần dài hết rồi. Lê Ngọc bộ 2 nè. Rồi còn bộ 2 cuối cùng của Lê Ngọc nè. Lê Ngọc 2. Cái lúc đứng dậy lấy bộ cà phê sữa lại cho cô gì đó coi ạ. Bộ cà phê sữa là bộ thun lê dông với lại áo dây. Chị Như có mặc được áo dây không? Cho mình gửi sau gửi nhé. Tại có anh Khải áo. Dạ ok gì đúng không? Mai mà hàng ai mà như chị Tu Hồ đồ để lại một cái để lại đi anh. Chị Tu Hồ làm ơn vô trong phim bay á, vô trong tin nhắn nhắn là 7 ơ để bill lại để qua tuần mua rồi gửi chị. À chịu khó nhắn tin vô phim bay, nhắn tin vô tin nhắn giùm em cái chứ không ai 7 cho đi hàng á chị. Đây là bộ cà phê sữa nè. Xin địa chỉ số điện thoại Tiên Nguyễn đi. Lê Ngọc gửi đồ gì lên chưa? Còn chị Tiên Nguyễn em thông báo luôn nha, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Chị ok thì chốt hàng, còn không ok thì cứ báo xã giúp em ha. Chị Lê Ngọc còn thiếu gì vậy? Mai làm bill đi, từ từ hậu quả tính sau. Rồi lấy bộ caro cho gái rồi. Bên chị Yên không có cho kiểm tra hàng khi nhận đâu nha gái. Ok thì chốt hàng giúp chị, còn không ok thì báo xã nha Hoa ơi. Cái trước xả ở đây cho cái lùng sắp lên. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận hàng chính quy, cho đổi trả hàng sale, không cho đổi trả, thông báo gọn luôn để khỏi mất công mất lòng nha quý vị nha. Vô nhắn tin cho cô Tiên Nguyễn đi. Bộ này màu này là bộ mà cà phê sữa nè mấy chị ha. Bộ cà phê sữa kèm với lại quần thun lai dông dài. Đây kèm quần thun lai dông dài quý vị. Rồi từ sáng giờ rồi nghỉ nha quý vị nha, nghỉ nha mấy chị nha. À, có thể nếu mai được thì mai em sẽ live buổi tối, nếu mà mai thì em sẽ live buổi tối nhưng mà bill thì từ từ đi sau nha mấy chị nha. Mai tối mai em vẫn live tại mờ, sáng thứ ba em mới đi nha mấy chị.